Vâng, mình chào các quý anh em trên kênh YouTube của Shop Zipman ạ. Hôm nay thì có cái cây bật lửa rất là, cũng không phải là rất là mà nó khá là khá là đẹp anh em nhé. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem, còn đẹp hay không là cũng tùy từng người anh em nhé. Cây này thì siêu mỏng, còn anh em muốn xem nhiều màu khác thì cứ lên Google nhé, quả chữ Zipman.vn này là ra thông tin của shop. Trên shop thì có rất là nhiều mẫu bật lửa đẹp đẹp độc, mà ảnh thì bên shop đã chụp, video thì đã quay, đảm bảo video quay nét, hiếm có shop nào mà quay nét được như shop Zipman anh em nhé, mình phải tự hào là như thế. Thì ảnh, thậm chí là ảnh của mình ở các shop khác nó còn lấy đi, lấy trộm này để nó bán cơ. Đấy, thế thôi, nói thế thôi, để anh em cứ lên đó anh em xem nhé, anh em ưng cái nào thì anh em đặt cái đấy. Cái này thì nó thuộc cái dòng Zozo anh em nhé, hộp nó rất là cứng cáp, đây rất là cứng cáp và nó khá là dài, nó dài hơn một chiếc bật lửa Zippo anh em nhé. Để mình ví dụ luôn cho anh em xem, đây là cây Zippo Amor thì nó dài hơn tầm như thế này này. Đây, cây này dài tầm, cây Zippo thì chiều cao tầm khoảng hơn 5 cm thì cái này tầm 7 cm anh em nhé, và nó sẽ mỏng hơn. Đấy, mỏng hơn một đống. Cầm xăng thì cũng khá là tốt đấy, tại vì là bên mình có bán cho một cái anh khách VIP, anh Thi, thì anh ấy bảo là cầm cũng tầm khoảng được 4 hôm rồi mà vẫn chưa chưa thấy có dấu hiệu xuống xăng ấy. Thì mình nghĩ là cái này cầm xăng cũng cũng tốt. Đấy, tiếng kêu cũng khá là hay. Chất liệu của cây này thì cái ruột nó là bằng bằng đồng anh em nhé, cái ruột nó bằng đồng, còn cái vỏ thì mình cũng nghĩ nó là bằng đồng nhưng mà mình cũng không chắc chắn, tại vì là mình chưa chưa mài ra cơ. Ngày trước mình có bán mấy cái dòng Slim hình Zozo Kỳ Lân với Zozo dòng các kiểu ấy, thì mình test bằng cách là mình lấy cái rũa hoặc đá mài ấy, mình mài ra thì nó thấy nó màu vàng, nó đồng ở trong đấy thì mình khẳng định nó là đồng. Còn cây này thì mình chưa phá ra cây nào anh em nhé, nên là mình cũng không chắc chắn về cái điều nó có phải bằng đồng không, nhưng mà mình cứ gọi nó là hợp kim đi cái đã nhé. Sau sau này sẽ có một cái video mình sẽ phá ra một chiếc thử cho. Đây, nó tầm khoảng như 2 ngón tay mình như này, và chiều cao nó thì đúng tròn 7 cm tại vì mình đã đo rồi. Còn cái độ dày này nó tầm khoảng 5 ly. Nó đơn giản thế thôi. Đánh nhám nha, nó đánh nhám mặt trước này và mặt sau này để chống bám vân tay. Còn cái đường viền đó là phủ màu đen, đèn ebony anh em nhé, đèn ebony như thế này này. Đấy, đó, nó phản chiếu lên màu đen bóng này như thế này luôn. Tiếng kêu nó thì đây, cái dòng này thì tiếng kêu khá là hay đấy anh em, theo tiếng kêu boang boang tiếng kêu khá là hay. Thì nó hoạt động vẫn theo cái nguyên lý là dùng xăng và đá của Zippo anh em nhé. Cái này nó có một cái bản lề, bản lề này thì chỉ có một chấu duy nhất thôi, chấu rất là to, được hàn với nhau tại 2 điểm này, rất là bền. Đây, đây cái chấu đó như thế anh em nhé. Ngoài ra điểm nhấn trên mặt trước của cây này thì nó có một cái viền phủ màu đen ebony như thế này, đèn bóng luôn, và trên thì khắc thương hiệu Zozo, bên dưới có chữ Ultimate này. Thì Zozo là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Hồng Kông anh em nhé. Bên mộc đáy đó thì đây có chữ Zoro ZC5. Bên trong đấy, cái này thì nó mỏng, nó sâu nên là nhìn khó nhìn thấy bên trong luôn. Đấy, còn nắp bên trong thì nó như thế này thôi. Cái này shop sẽ ship cho anh em nhé. Bên em nhập về có 5 cây thôi, mẫu này nhập về có 5 cây thôi. Vì shop có một cây màu vàng giống như thế này thì nhập nhiều hơn, thì vẫn còn cây này thì còn có 5 cây thôi. Ruột, cái ruột này là bằng đồng này. Đây, ruột là bằng đồng. Đồng thì anh em dùng xong một thời gian nó sẽ ngã sang màu xỉn vàng anh em nhé. Và anh em mà lau đi là nó ấy thôi, là nó lại sáng bóng trở lại. Đây, nó như thế anh em nhé. Còn châm xăng thì anh em châm trực tiếp vào đây. Đấy, châm trực tiếp vào đây. Thay đá thì nó có một cái con vít ở đây.
anh em thay đá thôi. Đấy, nó mỏng khá là đẹp. Cái này lem, cái này vệ sinh thì mới là sạch thôi. Còn bùn đốt nó thì đây, nhỏ nhỏ xinh xinh trên đệm. Để hoạt động vẫn theo cái nguyên lý là sang đá bắc. Đấy, bén thì mình sẽ soi chi tiết cho anh em xem. Cái bánh xe của cái dòng bật lửa này nó rất là ấy nha, nó rất là bén anh em nhé. Anh em nhìn thấy bánh xe không? Để mình soi kỹ cho anh em, như một cái răng cưa luôn, như một cái răng cưa cưa gỗ anh em nhé. Hòn đá thì như thế này đây, cây này bánh xe thì cắt ngang nhưng mà rất là bén đấy. Buồng đốt như thế, nó hoạt động nó cũng có cái lưỡi gà như thế này và buồng búa như thế này. Đây, rất là đẹp, đơn giản, giá cũng rẻ thôi. Cái này thì shop đăng chỉ sale còn giá 300.000 thôi anh em nhé. Mấy mẫu Zozo thường là 350, shop đăng sale còn 300.000 thôi. Đấy, anh em nào muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhé. Số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình đây. Còn mã số sản phẩm là trên video đây anh em nhé. RR33. Vâng, giá chỉ là 300 cành. Vâng, cái này thì shop sẽ bảo hành 5 năm cho anh em nhé. Anh em dùng mà có hỏng hóc gì thì alo cho shop. Đấy, còn vẫn như thường lệ thì muốn xem nhiều mẫu thì anh em cứ lên Google nhé. Anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh nhé. Kính chào anh em ạ.